Kính chào quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh Chuyện Đàn Bà. Tình yêu không bao giờ có lỗi, lỗi là ở cách yêu và đối tượng được yêu. Câu chuyện dưới đây đã đưa ra một khía cạnh khác lạ về tình yêu. Liệu một tình yêu đầy toan tính có viên mãn và hạnh phúc hay không? Chi tiết câu chuyện ra sao thì xin được kính mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung theo dõi ngay dưới đây nhé. Sau khi phá sản, các cổ đông cũng ùn ùn kéo đến để đòi nợ. Tuy đã bán hết tài sản để trả nợ, thế nhưng vẫn không ăn thua gì. Những cổ đông bắt đầu đâm đơn kiện. Thế là ông Thịnh dính vào vòng lao lý về tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau khi ông Thịnh bị đưa đi thi hành án, bà Ngát ở nhà tinh thần suy sụp nên đã ngã bệnh và qua đời sau đó một năm. Nhưng lúc này, hai anh em chúng chỉ mới vừa bước sang tuổi 17. Chúng chưa làm được gì trong cơn hoạn nạn này. May thay chúng còn có một người cậu họ. Ông đã đứng ra lo chuyện mai táng cho bà Ngát sau khi bà qua đời. Thấy hoàn cảnh đáng thương của hai anh em, ông Mạnh bèn đưa chúng về nhà nuôi nấng để cho chúng được tiếp tục ăn học. Vì chỉ có con đường học vấn mới giúp anh em chúng thoát khỏi khó khăn trước mắt. Tuy là anh em sinh đôi, nhưng tính nết thì lại khác nhau. Nói về thằng Minh, hắn được thừa hưởng gen di truyền từ ông Thịnh, nên trong đầu hắn luôn muốn vực dậy công ty của cha. Do vậy mà hắn rất siêng năng chăm chỉ, học hành. Còn về phần thằng Nhật, có lẽ hắn chỉ ảnh hưởng được từ người mẹ. Máu kinh doanh trong người hắn không có. Hắn chỉ muốn sống cuộc sống bình thường, nên hắn sao nhãng việc học hành lắm. Khi hai anh em vừa bước chân vào ngưỡng cửa đại học, thì cuộc sống gia đình của cậu chúng là ông Mạnh đã lục đục đến đỉnh điểm. Có lẽ ông cứ mang hai đứa trong nhà quá lâu, nên đã làm cho bà Nga và ông cảm thấy bực bội. Bà cứ ục ạc với ông suốt. Sau nhiều lần chứng kiến hai vợ chồng cậu mở cãi nhau, thằng Minh và thằng Nhật, hai anh em chúng đã bàn với nhau để xin cậu của mình cho chúng được ra ngoài tự kiếm tiền sinh sống và học hành. Vì không muốn gia đình lục đục mãi, nên ông Mạnh đồng ý và đã âm thầm chuyển cho anh em một số vốn ban đầu để tự lập. Thế là chúng chuyển ra ngoài để thuê phòng ngay sau đó vài ngày. Do hoàn cảnh khó khăn nên thằng Nhật phải bỏ học đại học để đi tìm kiếm công việc lo tiền cho thằng Minh. Anh em chúng yêu thương quấn quýt lấy nhau suốt cả mấy năm. Rồi đến một ngày, thằng Minh tốt nghiệp ra trường. Thấy hắn hiền lành lại học giỏi, nên một đứa bạn học cùng mới giới thiệu hắn cho cha của mình, xem ông có thụ nhận hắn vào công ty của gia đình mình không. Vì con Hiền là con gái rượu, nên một lời của nó gửi gắm cũng ít nhiều tác động đến ông Chiến, cha nó. Sau khi được gặp riêng ông Chiến và nghe ông hỏi qua về vấn đề chuyên môn mà hắn đã học, trả lời xuất sắc và hợp tình hợp lý, đúng với ý muốn của ông. Vậy là ông Chiến đã đồng ý nhận hắn vào thử việc trong vòng một tháng. Để phấn đấu là thành viên chính thức của công ty, trong vòng một tháng này hắn đã phải cực kỳ cố gắng. Do lòng quyết tâm cao của hắn, nên chỉ trong tháng đầu tiên thử việc, thằng Minh đã làm cho ông Chiến thấy được năng lực của hắn là có thừa. Khi đảm nhiệm cái chức kế toán của công ty, hắn đã chính thức bước vào guồng máy kiếm tiền của công ty ông. Sau một thời gian phấn đấu, hắn đã được đề bạt lên làm kế toán trưởng. Tránh để thất thoát tài chính, nhiều đêm ông Chiến đang nghĩ đến việc biến hắn trở thành một thành viên của gia đình này. Ý của ông là gả con Hiên cho hắn. Khi đã là một người nhà thì việc an toàn cho cái hầu bao của công ty sẽ chắc chắn hơn nhiều. Con Hiên đã có ý với thằng Minh từ lúc còn là sinh viên, nên sau khi nghe cha nó nói về việc cưới xin với thằng Minh thì con bé mỉm cười với tất cả lòng biết ơn của cha nó. Đã biết ý tứ của con gái, ông liền gọi thằng Minh lên gặp riêng. Khi nghe ông nói rõ về ý định muốn hợp tác cho hắn và con Hiên thì thằng Minh nói: "Cháu có được như ngày hôm nay phần lớn là nhờ ơn của bác, nên giờ bác sắp đặt thế nào thì cháu sẽ nghe theo thế ấy ạ." Ông Chiến như mở cờ trong bụng vì mọi việc đề thuận theo ý của mình. Ông liền cho người đi coi ngày tốt để chuẩn bị cho con gái ông và thằng Minh sớm nên duyên. Ông Chiến vốn dĩ là người cẩn thận. Sau ngày cưới của con gái, ông chưa vội trao căn biệt thự mà ông đã chuẩn bị từ lâu để làm của hồi môn. Vì vậy mà những ngày tháng đầu sau cưới, con Hiên phải về ở cùng với thằng Minh tại nhà trọ của hắn. Ông Chiến có chút xót con cho cái việc khổ cực của con gái rượu. Song ông nghĩ đó cũng là một việc tốt để giúp cho con bé cọ sát với những sự khổ cực của người đời. Để lỡ sau này có vấp phải thì cũng không bỡ ngỡ. Và sự tình chớ trêu cũng đã bắt đầu từ đây. Nói về thằng Nhật, từ khi thằng Minh có công việc ổn định thì thằng Nhật vẫn tiếp tục công việc trông kho của mình.
Sau khi biết được thằng Minh sắp được đổi đời vì lấy con gái ông chủ, hai anh em chúng đã thống nhất và lên một kế hoạch bí ẩn để cả hai đều không còn phải vất vả nữa. Thằng Nhật không xuất hiện tại đám cưới của thằng Minh, và cả con Hiên cũng chẳng biết chút gì về thằng Nhật. Trưa hôm đó, sau khi cơm nước nấu chín, con Hiên sửa soạn quần áo để đi tắm. Đang thả hồn giữa dòng nước mát của vòi hoa sen thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Nó nghĩ thằng Minh chồng nó về ăn cơm trưa, nên con Hiên cứ vô tư chỉ quấn cái khăn rồi bước ra mở cửa. Khi cánh cửa vừa hé mở thì thằng Nhật nở một nụ cười rồi lẳng lặng bước vào. Con Hiên nói: "Chồng về rồi đấy à?" Biết con Hiên đã hiểu lầm nên thằng Nhật cứ im mà không nói thêm câu nào. Con Hiên sau khi thấy thằng Nhật mà tưởng là thằng Minh, nó quay vào trong để tiếp tục tắm cho xong. Vì ngày thường trong phòng chỉ có hai vợ chồng nên con Hiên cũng vô tư mà bước ra chẳng thèm mặc gì. Thấy thằng Nhật cứ nhìn mình chằm chằm, con bé buồn cười nên hỏi: "Sao mà hôm nay mặt trông cứ thừ ra thế? Nhớ em à?" Nói xong con bé tiến đến cầm tay thằng Nhật. Lúc này hắn biết là em dâu mình đã nhầm lẫn. Vậy là hắn đã thay em trai mình chăm sóc cho em dâu. Vì đúng là một cặp song sinh giống nhau đến như tạc, nên cả con Hiên cũng không thể nhận ra thằng nào là chồng của nó. Tuy cử chỉ của thằng Nhật không giống như thường ngày của thằng Minh, thế nhưng con bé tạm thời mặc kệ, không còn tâm tưởng đâu mà để suy nghĩ. Khi cả hai còn đang ở trong phòng thì bên ngoài thằng Minh về. Thấy bên ngoài có đôi giày của thằng Nhật, thằng Minh đoán ra được chuyện gì đang xảy ra trong phòng. Giờ hắn mỉm cười quay lưng bước đi. Hắn nghĩ vậy là hôm nay hắn phải tốn một suất cơm ở bên ngoài rồi. Có lẽ vấn đề này đã nằm trong kế hoạch của anh em chúng ngay từ đầu. Sau khi xong xuôi mọi thứ, cả hai bước ra rồi dùng cơm. Con Hiền cứ xăm soi thằng Nhật thật kỹ, xem có gì khác lạ với chồng mình hay không. Thế nhưng nó cũng chẳng phát hiện ra được điều gì. Thằng Nhật sau khi cơm xong thì lẳng lặng bước đi giống như hàng ngày thằng Minh đi về công ty để làm việc vậy. Đến lúc này con Hiên mới ngờ ngợ nhận ra điều khác lạ giữa thằng Nhật và chồng nó. Đó là nó chưa từng mua cho thằng Minh đôi giày kiểu như thế này bao giờ. Vậy là nó chờ đợi đến chiều, khi thằng Minh về để xem hắn có mang đúng đôi giày hay không. Và điều nghi ngờ của con bé đã đúng. Chiều hôm đó thằng Minh về đến, hắn lại đi đôi giày của con bé mua cho hắn. Tuy đã xác định được có điều khác thường, thế nhưng cái gã lạ mặt kia mạnh mẽ hơn nhiều so với thằng Minh trong mọi việc. Vốn dĩ tính con bé cũng cẩn thận như ông Chiến cha nó, nên con Hiên không hỏi ngay mà cứ thầm lặng để theo dõi. Nói về thằng Nhật, sau lần thưởng thức sự ngọt ngào của em dâu, hắn không muốn dừng lại. Có lẽ mẫu người như con Hiên đúng với sở thích của hắn, nên bắt đầu từ hôm đó, hắn đã thỏa thuận với thằng Minh rằng từ giờ cứ 3-5-7, buổi trưa thì thằng Minh phải đi ăn cơm ở ngoài. Nghe thằng Nhật dặn như vậy, thằng Minh cũng vui vẻ và đồng ý ngay. Vậy là chương trình ở bên con Hiên đã được thằng Nhật chia ra rạch ròi. Và cũng bắt đầu từ những buổi trưa đấy, con Hiên cũng dần dần nhận ra sự khác biệt của anh em chúng. Do cả hai anh em chúng được coi là một cặp song sinh giống nhau như tạc, thế nhưng về bản chất thì chúng lại có điều khác. Thằng Minh thì nhu mì hơn khi ở gần vợ, hắn cứ từ tốn nhẹ nhàng thưởng thức sự ngọt ngào. Còn Nhật thì không như thế. Khi vào việc, hắn cứ như con hổ đói. Nhưng thật không ngờ, cái bản chất đấy lại làm cho con Hiên mê đắm, nên nó không muốn biết sự thật là như thế nào nữa. Nó nghĩ sống như thế này mới là sự thú vị. Mãi đến khi ông Chín gọi vợ chồng chúng lên để giao giấy tờ nhà mà ông đã chuẩn bị cho chúng sau ngày cưới. Trong lúc dọn dẹp đồ đạc trong phòng để chuyển đến nhà mới, con Hiên tình cờ nhìn thấy bức ảnh của hai anh em chúng chụp chung. Lúc này con bé mới vỡ òa, cảm thấy là mình đang hạnh phúc hơn là bị lừa dối. Con bé nghĩ cuộc đời mình thật diễm phúc khi có đến hai người chồng yêu thương. Thế là từ đó, con bé âm thầm đón nhận tình yêu của cả hai anh em mà không có một niềm nghi kỵ nào cả. Cuộc tình tay ba này kéo dài được một năm thì thằng Minh quyết định công khai sự thật với vợ. Biết thằng Minh chuẩn bị nói ra điều gì, con Hiên liền chặn ngay, không để cho hắn nói. Con bé bảo: "Em muốn cuộc sống như thế này, dù sự thật có như thế nào, miễn là không ảnh hưởng đến cuộc sống và hạnh phúc của gia đình mình là được. Em không biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Nếu anh hiểu được ý em thì đừng nói thêm gì nữa." Từ đó, Hiên liên tục sinh cho anh em chúng 5 đứa con,
cách nhau năm một. Đứa này vừa tròn tuổi thì đứa kia lại ra đời. Lúc này thì nó mới cần sự có mặt của thằng Nhật để giúp sức lo cho bọn trẻ. Vậy là thằng Nhật phải dừng công việc để chăm lo cho mấy đứa nhỏ, con của hai anh em chúng nó. Do công việc của công ty luôn tất bật nên không mấy khi ông Chiến đến nhà riêng của chúng. Nếu cảm thấy nhớ cháu ngoại, ông liền gọi con Hiên cho chúng đến nhà ông chơi. Đời sự giúp sức của ông ngoại về tài chính nên việc nuôi nấng bọn trẻ cũng không mấy khó khăn. Có lẽ do ông Chiến là người kỹ càng nên đã chọn được căn nhà có phong thủy tốt. Vì vậy, mấy khi con gái ông về ở đã hưởng sự hạnh phúc và niềm vui bên trong căn nhà ấy mãi. Đến khi thằng con trai lớn của chúng được 10 tuổi thì thằng Minh mới thật sự tiếp quản công ty của ông Chiến để lại. Sau khi ông đi theo tiên tổ, do thằng Minh là một đứa giỏi làm kinh doanh nên việc duy trì tiếp tục công việc của ông không lấy gì làm khó khăn với hắn. Thằng Nhật cũng không cần làm gì hết ngoài việc ở nhà giúp con Hiên trông bọn nhỏ, để con Hiên phụ giúp thằng Minh lo việc kinh doanh. Ba đứa chúng nó ai nấy đều giữ vững công việc của mình nên hạnh phúc luôn tràn đầy trong công việc cũng như lúc ở nhà. Thưa quý vị có chia sẻ gì về câu chuyện trên hay không ạ? Hãy để lại comment để cho Hồng Nhung được biết. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã hết rồi. Đừng quên ấn like, subscribe và đăng ký kênh để chúng ta gặp lại Hồng Nhung được mỗi ngày một cách sớm nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.